Lý do khiến cổ động viên Việt Nam không thể vào sân theo dõi buổi tập cũng vì sự an toàn của cầu thủ. Điều này khiến cho anh Mai Đông Giang, cổ động viên nhiệt thành đã lặn lội hơn 50 km từ thành phố Sharjah, cảm thấy rất hụt hẫng. Thì em nghe tin là được cổ động viên được vào trong sân để xem các cầu thủ bóng đá Việt Nam tập luyện, nên em rất là hào hứng được đến đây và em đã kêu gọi rất là nhiều bạn bè của em cũng đến để cổ vũ cho các cầu thủ, nhưng mà thật không may là hôm nay không được vào xem ạ. Thì bọn em rất là buồn. Đây chính là những giây phút ngắn ngủi nhưng đầy quý giá với những fan hâm mộ này cùng những tình cảm đặc biệt dành cho đội tuyển Việt Nam. Còn chị bên này cũng test Covid rồi, cũng tiêm vaccine đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ hy vọng được vào sân để cổ vũ cho đội bóng. Chúc tuyển Việt Nam chiến thắng. Kỳ vọng là đội tuyển mình sẽ được đi tiếp vào vòng trong và thắng, nói chung là thắng cả 3 trận lỡ này càng tốt. Việt Nam chiến thắng! Không vào xem được thì cổ vũ từ xa. Điều này cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để giúp các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo hăng say tập luyện. Buổi tập thứ 3, huấn luyện viên Park Hang-seo chú trọng vào sự linh hoạt và khéo léo trong cách di chuyển của các tuyển thủ. Bài tập lạ này khiến các cầu thủ rất thích thú, nhưng không phải ai cũng đủ sự uyển chuyển để vượt qua chướng ngại vật.